Anh Hói là một sát thủ chuyên nghiệp, giết người như một cái máy, nên người trong nghề đặt biệt danh cho anh là sát thủ thợ máy. Cách thức giết người của anh là luôn gọn gàng, sạch sẽ, không bao giờ để lại dấu vết, khiến cho vụ án trông giống như một vụ tai nạn hoặc tự tử, thậm chí giá họa cho người khác. Mỗi khi nhận nhiệm vụ, anh Hói đều điều tra kỹ lưỡng về mục tiêu, bao gồm nếp sống, sinh hoạt, vị trí, địa hình để thuận lợi cho việc sắp xếp kế hoạch mưu sát. Người đàn ông đang bơi tại nhà, ông ta thấy chiếc đồng hồ rơi dưới đáy hồ, vội vàng lặn sâu xuống với ý định nhặt nó lên, nào ngờ lại bị ai đó tấn công. Khi vệ sĩ đi kiểm tra, họ vẫn phát hiện ông đang bơi như bình thường. Thì ra đó là màn ảo thuật của anh Hói. Sau khi lừa được vệ sĩ, anh bỏ lại cái xác ngoài hồ bơi, trốn đến một nơi vắng vẻ rồi cởi bỏ lớp trang phục thợ lặn. Cái xác trôi lềnh bềnh ngoài đó cuối cùng cũng bị phát hiện. Cả căn biệt thự liền báo động khẩn cấp, họ tưởng rằng ông chủ đã chết đuối. Trong lúc hỗn loạn, anh Hói cải trang thành nhân viên nhà bếp, lẩn trốn ra ngoài rồi tẩu thoát. Anh canh đúng thời gian chạy đến một cây cầu, lúc này có con tàu chạy ngang qua. Đây không phải là sự trùng hợp, mà do anh đã theo dõi nơi đây một thời gian khá lâu rồi. Anh Hói bám theo con tàu trở về nhà bình an vô sự. Cái chết của ông chủ trong hồ bơi được báo chí đăng tin rằng ông ta bị tai nạn nên qua đời. Vậy là anh Hói đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh đến gặp Harry, cộng sự duy nhất của mình, và cũng là người thầy đã dạy anh ngay từ những ngày chập chững bước chân vào nghề sát thủ. Sau khi nhận tiền thưởng của tổ chức, anh Hói lái xe đến một hộp đêm. Không ngờ cái đầu tuy hói nhưng vẫn rất quyến rũ. Một cô em đã gà gẫm và đưa anh Hói lên giường thành công. Tình một giờ đêm chớp nhoáng kết thúc. Sáng hôm sau, anh Hói lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng không ngờ mục tiêu tiếp theo lại là Harry. Nghĩ có sự nhầm lẫn, anh Hói gọi điện về trụ sở xác minh. Thông tin đó hoàn toàn chính xác. Anh yêu cầu được đến gặp Dean, người đứng sau tổ chức sát thủ. Họ đã đồng ý chuẩn bị hẳn một máy bay tư nhân để chở anh Hói đến gặp Dean. Dean kể cho anh ta nghe về một nhiệm vụ thất bại ở Nam Phi, trong đó toàn bộ sát thủ đều bị giết chết. Dean tiết lộ rằng chỉ có Dean và Harry biết rõ chi tiết của các nhiệm vụ. Kiểm tra trong số tài khoản của Harry, thấy được ông ta đã nhận một số tiền lớn. Dean chắc rằng có ai đó trả tiền cho Harry để tiết lộ các chi tiết hợp đồng, khiến nhiệm vụ thất bại. Anh Hói quay về, gặp Harry nhưng chưa vội hành động. Cả hai vẫn trò chuyện như hai anh chị cốt bình thường. Anh về nhà kiểm tra về những điều mà Dean nói về Harry, quả thật tất cả đều chính xác. Tôi đến, anh Hói đã gọi báo cho Harry về mệnh lệnh của Dean. Anh hướng dẫn Harry mang theo tất cả dữ liệu quan trọng, vài món đồ tự vệ và rời khỏi văn phòng. Harry làm theo như lời của anh Hói, né tránh các góc camera, phá hệ thống chiếu sáng của tòa nhà rồi xuống bãi đậu xe và gặp anh Hói ở đó. Nhìn chiếc xe mình đã bị phá hỏng, ông cũng biết anh Hói đến đây để giết mình. Sau khi Harry nói những lời chăn trối cuối cùng, ông dùng chính khẩu súng của mình bắn vào chiếc xe nhằm tạo dựng hiện trường có sự phản kháng, chứ không bất lực chịu chết. Sau đó, bằng cách miễn cưỡng, anh Hói đã kết liễu Harry bằng chính khẩu súng của ông ta, rồi dàn cảnh như đây là một vụ cướp xe. Tại đám tang, anh Hói gặp Steve, con trai của Harry. Steve buồn vì cái chết của cha mình. Anh ta nói với anh Hói rằng sẽ làm mọi cách tìm ra tên hung thủ để trả thù cho cha. Điều này làm anh Hói có chút ngột nhột. Hàng ngày chìm trong men rượu, chất gây nghiện khiến Steve trở nên ảo tưởng. Đi ra đường gây sự với một người tài xế vì tưởng anh ta là hung thủ giết cha mình. Vừa đánh gục người đàn ông tội nghiệp ấy, Steve rút súng ra định bắn, không ngờ anh Hói lại xuất hiện kịp thời ngăn cản. Hành động này thực sự quá ngu ngốc trước cái nhìn của một cỗ máy giết người như anh Hói. Đe dọa nạn nhân không được hé nửa lời, rồi anh Hói lôi cổ Steve về nhà. Sau một giờ đêm suy nghĩ, Steve đã tỉnh táo lại. Anh ta đến xin anh Hói huấn luyện mình trở thành một sát thủ. Việc đầu tiên mà anh Hói làm khi thu nhận đệ tử, đó chính là giảng giải cho anh ta hiểu về nghĩa đen của người thợ máy. Sau đó, họ nhận nuôi một con Chihuahua. Anh Hói đã hướng dẫn Steve dắt con chó đi cùng với mình đến một quán cà phê mỗi ngày vào cùng một thời điểm. Ngoài việc đó ra, Steve còn phải tham gia khóa sử dụng súng với anh Hói. Một thợ máy phải có kỹ năng thiện xạ bách phát bách trúng. Thêm vào đó, Steve còn phải nghiên cứu những trường hợp gây ra tử vong cho con người từ tài liệu của các công ty bảo hiểm. Đó là cuốn sách tập hợp những cái chết mà họ công nhận là tai nạn ngoài ý muốn. Giết người cũng phải học và động não nếu không muốn bị tống cổ vào tù ăn cơm nhà nước ngay phi vụ đầu tiên. Đó cũng là cách khiến anh Hói tồn tại trong nghề. Một lần đi làm nhiệm vụ, anh Hói đã cho Steve đi theo để chứng kiến cách thức một thợ máy ra tay sẽ như thế nào. Phải thật nhanh tay và dứt khoát, đặc biệt không được để lại bất kỳ manh mối nào. Khi Steve ổn định thói quen, anh Hói tăng cường khóa đào tạo. Anh đưa cho đệ tử một tấm ảnh của người đàn ông, đây mục tiêu đầu tiên của Steve. Ông ấy là Bob, là thợ máy của một tổ chức khác. Anh Hói đã điều tra rất rõ về thông tin của người đàn ông này. Rất khó để tiếp cận, nhưng ông ta luôn cởi mở với trai trẻ và đặc biệt là người nuôi chó Chihuahua. Biết hắn thường xuyên lui tới quán cà phê này vào mỗi buổi sáng, Steve cố gắng tiếp cận mục tiêu, cuối cùng hắn đã mời Steve ngồi cùng bàn. Và Steve nhanh chóng có được cuộc hẹn từ mục tiêu.
Anh Hói hướng dẫn học trò pha một lượng lớn thuốc an thần vào đồ uống của Bob và dặn dò không được lên xe cùng hắn ta. Nhưng Steve đã bỏ qua tất cả hướng dẫn của thầy. Anh không pha thuốc và đi cùng Bob về căn hộ của hắn. Khi Bob bắt đầu cởi quần áo, Steve cố gắng siết cổ anh ta bằng một chiếc thắt lưng, giống như anh ta đã thấy anh Hói làm lúc trước. Bob chống trả, sử dụng lợi thế về kích thước và kinh nghiệm của mình. Nhưng cuối cùng, Steve đã giết được Bob sau một cuộc chiến kéo dài, bản thân cũng đầy thương tích. Đây là một pha xử lý cồng kềnh khiến anh Hói vô cùng thất vọng. Dean sau khi biết được việc này, bày tỏ sự không đồng tình khi anh Hói sử dụng người thứ ba vào nhiệm vụ. Điều này đã vi phạm các quy tắc của thỏa thuận hợp đồng. Đặc biệt người đó lại là con của Harry, kẻ đã phản bội. Hợp đồng tiếp theo của anh Hói là giết thủ lĩnh giáo phái tên Andrew. Hắn luôn nghĩ mình là đấng cứu thế. Kế hoạch lần này anh Hói định sử dụng thuốc trợ tim để giết nạn nhân. Cái chết sẽ mô phỏng như một cơn đau tim mà không ai hay biết. Nếu như chưa đủ, họ sẽ dùng đến thuốc hỗ trợ như một phương án cấp cứu. Ngoài mặt nó là một phương án sơ cứu, nhưng khi kết hợp với loại thuốc đầu tiên, cả hai sẽ sinh ra chất kịch độc giết chết nạn nhân. Ngày hành động, họ thuê một tòa nhà đối diện mục tiêu, sau đó đột nhập sang bên kia và cài đặt các thiết bị theo dõi, nghe lén khắp mọi nơi. Đợi lúc hắn ngủ, cả hai bắt đầu thực hiện kế hoạch, đi từ sân thượng của tòa nhà bên kia, chui vào lỗ thông gió đến được hộp kỹ thuật của căn phòng. Trong khi anh Hói và học trò đang chuẩn bị, mục tiêu ra mở cửa cho bác sĩ riêng. Sau đó ông ta được tiêm một ống thuốc gây mê, điều này sẽ gây ức chế tác dụng của thuốc trợ tim. Thấy kế hoạch đầu không khả thi, cả hai chuyển hướng, quyết định bức tử ông ấy. Họ bước ra từ sau tấm gương, tiếp cận với mục tiêu, đưa dị vật vào cổ họng, sau đó bóp mũi khiến mục tiêu nghẹt thở, rồi nhanh chóng trốn lại vào hộp kỹ thuật trước khi tên lính canh quay vào trong. Hắn đã phát hiện ông chủ của mình tắt thở, nghĩ rằng do tiêm quá liều mà chết. Vì vô tình làm rơi một con ốc ra ngoài, bọn lính canh đã đến kiểm tra tấm gương. Không muốn bị phát hiện, Steve đã dùng súng bắn thẳng về phía trước, bắn chết tên vệ sĩ ngay tại chỗ. Những tên còn lại cũng bắt đầu nổ súng liên tục về phía bức tường. Chúng được lệnh đuổi theo họ, chặn hết hai cửa. Trong hộp kỹ thuật, anh Hói và đệ tử phải chiến đấu với tên vệ sĩ. Cuộc chiến đó kết thúc khi tên vệ sĩ bị hạ gục. Họ chạy thoát ra đến sân thượng, dùng dây thừng đu xuống một tầng khác của tòa nhà. Sau đó hòa vào dòng người ở đó và chia ra hai ngã khác nhau, thuận lợi rời khỏi tòa nhà. Chẳng mấy chốc thông tin về vụ ám sát đã được lan truyền khắp nơi. Dean rất tức giận vì anh Hói đã hai lần thất bại. Chưa dừng lại ở đó, tại sân bay, anh Hói nhìn thấy một người được cho là một trong năm sát thủ bị giết chết trong nhiệm vụ ở Nam Phi, khiến Harry mang tiếng phản bội. Anh Hói một mực bám theo. Đối mặt với tên sát thủ, hắn đã nói với anh rằng chính Dean đã trả tiền cho hắn để giết 4 sát thủ kia ở Nam Phi, bao gồm cả việc anh ta cũng phải giả chết và biến mất. Thực sự Dean mới chính là kẻ đã phản bội lại tổ chức. Tên sát thủ cũng tiết lộ rằng Dean sợ bị Harry phát hiện nên đã vu khống cho ông ta, mượn tay anh Hói giết người diệt khẩu. Tức giận trước việc bị lừa dối, anh lao vào tấn công hắn. Tên sát thủ cũng rút con dao ra và tấn công anh Hói. Cả hai vật lộn với nhau một lúc, sau cùng anh Hói đã khống chế được tên sát thủ và ném hắn ra khỏi cửa sổ xe buýt. Vừa đúng lúc một chiếc xe hơi chạy đến, tông trúng hắn chết ngay tại chỗ. Tưởng rằng có thời gian chuẩn bị để trả thù cho Harry, không ngờ Dean lại ra tay trước. Hắn cho đám tay sai đến tìm giết anh Hói. Nhưng với kinh nghiệm của mình, anh Hói đã ẩn mình dưới nước chờ thời cơ tấn công đối thủ, nhẹ nhàng hạ gục chúng. Anh lấy điện thoại của tên sát thủ gọi cho Dean, hứa rằng sẽ sớm tới tìm ông ta. Bỏ đi trên chiếc thuyền máy của mình, anh gọi cho Steve. Dường như cậu ấy đang bị khống chế nên chỉ dám nói chuyện một cách mơ hồ. Vì vậy anh Hói đã thông báo cho Steve biết về một khẩu súng đã được lên nòng sẵn, giấu dưới ghế sofa. Steve nghe theo chỉ dẫn, lén đưa tay để lấy khẩu súng tay còn lại đưa điện thoại cho tên sát thủ. Steve nhanh chóng nổ súng bắn hạ hết những kẻ khống chế mình. Một lúc sau, anh Hói đã về đến nhà. Họ cùng nhau gom hết đồ đạc để rời khỏi đây. Trong lúc anh Hói đang tra thông tin của Dean, không ngờ Steve lại bất cẩn làm rơi hộp đồ nghề. Anh ta tìm thấy khẩu súng của cha và nhận ra kẻ đã giết hại cha mình chính là anh Hói. Steve đã biết ra sự thật, nhưng anh không để lộ ra bên ngoài, vẫn đi theo anh Hói như bình thường. Trên đường đi, Steve đã hỏi cảm nhận của anh Hói về những người mà anh từng giết, bao gồm cả người mà anh quên biết. Anh Hói vẫn trả lời một cách lạnh lùng, đúng chất của một sát thủ máu lạnh. Steve cố kìm nén nước mắt, không thể để lộ cảm xúc. Cả hai đến nhà tên vệ sĩ của Dean, sau đó tra tấn vợ con của hắn nhằm dọa hắn nói ra vị trí của Dean. Nhìn thấy con gái bị đập gãy tay, hắn sợ hãi nên đã khai ra địa chỉ của ông chủ. Nhưng thực sự, thứ bị gãy chỉ là miếng thịt mà anh Hói đã đánh cháo. Anh Hói gọi đến, hỏi xem Dean đã tắm rửa sạch sẽ chưa, nhất là phần cổ. Ông ta vẫn tự tin thách thức Hói có thể tìm ra vị trí của mình. Nhưng khi nhìn lại số điện thoại gọi đến, Dean phát hiện anh Hói đang dùng điện thoại từ văn phòng của mình. Ông sợ hãi, nhanh chân cùng đám tay sai chạy trốn. Anh Hói quan sát thấy Dean đã rời khỏi tòa nhà.
Thấy nhóm xe chạy ngang qua, anh liền dùng xe tông vào xe của tên vệ sĩ, sau đó khai màn một trận đấu súng dữ dội. Sau khi đã giải quyết xong đám vệ sĩ, cùng lúc này, tiếp cướp thành công một chiếc xe buýt và lái xe đến. Không cần suy nghĩ, anh ta đâm thẳng vào đoàn xe đang hộ tống Dean. Anh Hói cũng không kém cạnh gì, dùng một chiếc xe chở rác đâm thẳng vào xe của Dean. Hai người cùng nhau nổ súng, cuối cùng đã giải quyết sạch sẽ Dean cùng đồng bọn. Hai người rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, anh Hói nói rằng cả hai bắt buộc phải thay đổi thân phận để tránh bị tổ chức hắc ám trả thù. Nhưng Steve nói anh ta chưa thể nghỉ việc vì còn phải trả thù cho cha. Anh Hói quay sang nhìn thấy Steve đang đeo khẩu súng của Harry. Anh hiểu ra Steve đã biết tất cả, có ý định tìm anh để báo thù cho Harry. Khi họ dừng lại để đổ xăng, anh Hói nói lời xin lỗi với Steve. Cậu ấy giả vờ không hiểu, còn cười một cách thân thiện nói không có gì. Sau khi đổ đầy bình xăng, Steve cố ý để xăng tràn ra bên ngoài xe. Đi đến một góc, anh ta dùng súng bắn vào vết xăng trên đường. Chiếc xe tải nổ tung khi anh Hói vẫn còn ở bên trong. Báo thù được cho cha, Steve rất sảng khoái. Steve đi đến nhà của anh Hói và thực hiện hai hành động mà anh Hói đã bảo anh ta không được làm. Đó là chơi đĩa hát trên bàn xoay và động vào chiếc Jaguar năm 1966. Khi anh ta lái xe đi, Steve tìm thấy một mẩu giấy nhắn nhủ từ anh Hói, cảnh báo rằng khi cậu đọc được lá thư này nghĩa là cậu đã chết. Anh ta cười phá lên, sau đó chiếc xe liền phát nổ. Steve đoàn tụ với cha mình, ngôi nhà của anh Hói sau đó cũng bị phá hủy bởi vụ nổ. Quay lại trạm xăng, một đoạn video an ninh cho thấy anh Hói đã thoát ra khỏi xe tải vài giây trước khi vụ nổ xảy ra. Anh lên một chiếc xe dự phòng rồi ung dung lái đi. Cuộc đời của một cỗ máy giết người khiến anh không có tình cảm, càng không thể thân thiết với ai. Một là vì muốn bảo vệ họ, hai là phải bảo vệ chính mình. Bộ phim Sát thủ thợ máy phần 1 đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ sớm mang đến phần 2 cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh.